很怕耶。Vừa đây em quan hệ mụn chưa? Về nặng hay anh ạ? Anh ngồi được. Dạ anh ơi, anh ơi anh là gì vậy? Ôi trời. Nên ở nhà làm gì chị? Đi làm múc. Hả? Làm múc chứ. Ừ. Là tôi thiệt băng. Ủa hả? À, như bầu mà mình làm mặt bẩn đâu sai đúng không? Bầu á? Ừ. Ờ nó mụn được không sao ấy, không đi máy móc thôi. Biết không đi máy móc được hả? Ừ, máy móc dẫn điện rồi. Nó mụn đồ bình thường không sao hết. Tại mặt có đợt này mặt mụn mà tính đưa để họ coi nó hot sợ. Ừ. Nói chung là nó mụn đồ bình thường, đắp mặt nạ thôi. Đúng chị mặt nha. Ừ. Ủa ai bị? Vợ. Ủa? Quay ra ai vậy? Trong người vua. Ủa cưới chưa? Còn đi ăn ký kết hôn đi giờ kiểu này thích người lớn nên còn cưới cháu. Ờ dịch mà. Chung là đợt này như làm được 30 người mà đúng không? Được 30 người rồi.
Ôi trời ơi, bắn. Rồi chị em thích nghe lên cho nó xem, nếu không lại xuống tiếp.